Rồi, mình xin chào ngày mới cả nhà nha. Chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Như vậy là sau khoảng chắc phải hơn tuần ấy. Hơn một tuần trời toàn là mưa lặn với lại gió đổ lặn lẽo, thì bây giờ tự nhiên cái bữa nay được ngày trời nắng này mọi người. Thậm chí sáng nay cũng mới mưa xong đấy. Trời sáng nay cũng mới mưa xong đấy. Cái là thấy nắng lên cái là tranh thủ mang mấy con chim nào mà nó chưa cứng ấy mọi người. Đấy, nó chưa cứng hẳn thì nó còn yếu á, mình mang ra mình phơi. Đấy nè, chim phơi nắng nè. Cùng với đấy là dàn chim năm màu mình cũng phơi nè. Đấy, tụi nó đang là tắm mọi người, sáng giờ đang là tắm đấy. Đấy, bữa nay được ngày nắng mừng ơi là mừng luôn. Tại vì mưa nhiều, trời nó rất là lặn, chim nó nhiều khi mọi người bị có cái hiện tượng bị xù xù người nữa. Đấy là do trời lặn đấy mọi người. Đấy, tụi chim này mình đang là cho tắm này. Đấy, mình phơi nắng ở đây một hồi xong rồi tí nữa mình sẽ mang vô trong mát đây. Mình bẫy xem có được con nào hay không. Cùng với đấy là khoe với mọi người con chim mà đầu xanh của mình ấy. Bữa nay mình cho vô lụp luôn mọi người. Trời ơi, chim gì đâu mà sướng bà cố. À, nó cũng đang tắm này, người ướt hết rồi nè. Người ướt hết luôn rồi nè. À, con này cũng biết tắm rồi đấy. Tới nay là được chắc khoảng 10 ngày rồi. Đấy, con đầu xanh này nè. Gọi ngon lắm. Gọi ngon lắm, mình bỏ lụp luôn đấy. Đấy, đang tắm ướt hết cả người rồi này. Đấy, đấy. Gọi ngon, tốt. Mà nó cũng không đến nỗi mà nó dạn như cái hôm đầu đâu. Đấy, như cần phải nuôi một thời gian nó mới dạn hơn nữa thì mới ngon. Đấy, nhưng mà thấy trước mắt là thấy gọi ngon là ok rồi. Kêu hót xiên mồm xiên miệng lắm. Đấy, đang tắm. Đấy, thì hôm nay để mình tắm chim rồi mình phơi nắng cho tụi nó một lúc rồi mình mang vô đây mình bẫy xem coi là bữa nay tình hình coi có được con nào không nha, có khá khẩm gì hơn không. Đấy, kêu đấy, đấy. Rồi, mình bẫy con này nè, nay mình bẫy con này nè. Đấy, kêu ấy. Đấy. Đấy, tụi này nó đang tắm, tí tắm xong rồi nó mới nó bắt đầu nó kêu nó gọi nhiều. Mm-hmm.
Rồi, mình đã thấy dính con đầu tiên rồi mọi người. Nè. Con này bổi luôn mọi người. Đã ghê chưa? Đấy. Đấy, con này tuy mà đầu nó chưa trổ săn nhưng mà cũng là một siêu phẩm mọi người ạ. Đúng, con này đúng siêu phẩm luôn này. Đã không? Lòng nắt bằng đồ đẹp như mơ vậy. Đây mọi người, nguyên vẹn luôn hàng, không không mất cộng lông luôn này. Đấy, con này đầu thì nó chưa chỗ săn đâu. Đây. Không, đầu thì chưa chỗ săn nhưng mà lông lá ra hầu như là đầy đủ hết luôn rồi nè. Đã ghê chưa? Lông nách đồ đầy đủ luôn hen. Đó. Đã ghê hen. Đấy, con đầu tiên trong ngày hôm nay này. Đẹp quá ha. Rồi, bé thứ hai trong ngày hôm nay mọi người, cũng là một bé rất đẹp luôn. Rất là đẹp mọi người. Đây, rất là đẹp luôn. Đâu coi đầu có chỗ săn không? Chưa. Đầu chưa có săn. Ít rồi, ngon. Đấy, lâu lắm rồi mới đi mới được ngày nắng bẫy chim mọi người. À, bé này chuyền chỗ chưa hết nữa mà. Đây, chỗ lốm đốm không nè. Chưa mất cộng lông nào hết. Bé này thì chuyền thôi, chưa chưa chỗ hết à. Mọi người nhìn cái ngực nó nè. Đó, mọi người nhìn cổ nè. Cổ đang còn vàng quá trời lên nè. À. Đó. Đấy, chỗ lốm đốm hết trơn á. Đấy rồi. Con thứ hai trong ngày hôm nay. Rất là đẹp mọi người. Đấy, chuyền dễ thương. Lâu lắm rồi được ngày nắng bẫy chim. Đấy, khá là thú vị mọi người ạ. Thank you.
kết ngày hôm nay là được hai con mọi người. Con đầu tiên thì mình đã cho nó ăn cám xong rồi, thả nó vô lòng rồi mọi người. Còn con thứ hai thì mình bẫy phía sau nè. Đó, mình chưa có vào cám cho nó nữa. Để một hồi mình mới vào cám. Đấy. Rồi thì chắc mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Hẹn mọi người video lần sau nha. Cảm ơn mọi người theo dõi video rất là nhiều. Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha.